Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý. Và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Nhiều chuyến bay hủy do ít khách. Sẵn sàng sơ tán 250.000 người tránh bão. 4 cấp độ thích ứng an toàn với COVID-19. Kính thưa quý vị, tin tức đầu tiên, 8 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Từ hôm nay ngày 13 tháng 10, nhiều tuyến xe khách liên tỉnh sẽ hoạt động lại trên địa bàn 7 tỉnh thành. Theo Tổng cục Đường bộ, sẽ có 7 địa phương bắt đầu khai thác lại xe khách liên tỉnh từ 13 tháng 10 là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Điện Biên, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình. Cụ thể 8 tuyến xe bắt đầu chạy từ hôm nay gồm Điện Biên, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Bình. Ngoài ra, 14 địa phương khai thác chờ lãnh đạo đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến. Với Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất chạy 8 tuyến đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, tần suất 1 chuyến mỗi ngày. Hiện đề xuất này đã được các địa phương điểm đi đến thống nhất, còn chờ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định. Tương tự, Đà Nẵng dự kiến chạy 6 tuyến với các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Đắk Nông, đề xuất đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Riêng thành phố Hải Phòng đã nối lại các tuyến vận tải hành khách với Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn trừ Văn Lãng, Hà Nam trừ Phủ Lý, Nam Định trừ Hải Hậu, Ninh Bình trừ Kim Sơn, Hòa Bình trừ Lương Sơn từ đầu tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ động mở các tuyến vận tải khách từ 13 tháng 10. Hành khách đến thành phố phải xét nghiệm, từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh phải tiêm 2 mũi vaccine. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải quyết định thí điểm hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh từ 13 tháng 10 đến 20 tháng 10, tần suất tối thiểu 5% và tối đa 30% số chuyến trước đây, hành khách ngồi giãn cách. Với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường. Hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn, phải tiêm đủ liều vaccine, liều cuối được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh trong 6 tháng, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ. Trường hợp không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm âm tính. Khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương nguy cơ cao hơn, phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên ô tô, không lên xe khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ. Tin tức tiếp theo, nhiều chuyến bay bị hủy do ít khách. Cục Hàng không ghi nhận 9 chuyến bay Việt Nam khứ hồi không thực hiện được do ít khách ngày 12 tháng 10. Dự kiến có 19 chuyến bay khứ hồi, song thực tế các hãng bay chỉ thực hiện được 9 chuyến, còn 9 chuyến ít khách hoặc không có khách nên phải hủy. Ngoài ra, một chuyến khứ hồi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Gia Lai của hãng Vietjet Air phải hủy do địa phương yêu cầu hành khách phải cách ly tập trung 7 ngày. Trước đó một chuyến bay cũng không thực hiện được với lý do tương tự. Các chuyến bay bị hủy giữa thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Yên, Hải Phòng, Rạch Giá, Cà Mau, chặng Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lâm Đồng. Đại diện một hãng hàng không cho hay, nhu cầu hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương khá cao, các chuyến bay đủ khách, song nhu cầu ở chiều ngược lại rất thấp, do đó hãng bay đành hủy chuyến vì chi phí không đủ. Một nguyên nhân khác là hãng chỉ được bán 50% số ghế theo quy định giãn cách trên máy bay, dẫn đến giá vé tăng. Về việc này, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị áp dụng bỏ quy định giãn cách ghế trong giai đoạn sau thí điểm 20 tháng 10. Chiều 12 tháng 10, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác đón khách tại sân bay Nội Bài sau 2 ngày mở lại đường bay. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đánh giá quy trình đón khách tại Nội Bài đảm bảo an toàn, phòng chống dịch, nhân viên bay đã được tiêm đủ liều vaccine. Trên máy bay, nhà ga đều là vùng xanh, vấn đề còn lại là hành khách phòng dịch tốt để không lây lan. Ông Tuấn yêu cầu sân bay phát thanh để nhắc nhở hành khách chấp hành quy định phòng dịch tại địa phương. Về việc mở thêm đường bay đến Nội Bài, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, để mở đường bay rộng khắp trên cả nước thì thành phố cần tiêm vaccine mũi 2 đạt 70% dân số trên 18 tuổi và trẻ em, hiện nay mới đạt khoảng 50%. Tốc độ tiêm của thành phố phụ thuộc vào việc phân bổ vaccine. Từ ngày 10 tháng 10, ngành hàng không bắt đầu khai thác thí điểm 19 đường bay nội địa chở khách đến hết 20 tháng 10. Trong đó, các chặng 2 chiều giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá có tần suất 1 chuyến mỗi ngày. Đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Lâm Đồng cũng là một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng đường bay Hà Nội, Cần Thơ khai thác linh hoạt theo tình hình dịch. Tin tiếp theo, sẵn sàng sơ tán 250.000 người tránh bão. Gần 65.000 hộ dân với khoảng 250.000 người từ các tỉnh như Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ sơ tán trong trường hợp bão Kombasu đổ bộ mạnh cấp 9. Thông tin trên được ông Phạm Đức Luận,
Phó Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai đưa ra trong cuộc họp về phòng chống tác động của bão Kompasu chiều 12 tháng 10. Theo ông Luận, các tỉnh đã hướng dẫn gần 54.000 tàu với hơn 230.000 thuyền viên tránh bão, hiện còn 3 tàu với 29 người của Quảng Ngãi hoạt động ở vùng nguy hiểm Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, nhưng đã nắm được thông tin và đang trên đường vào khu vực tránh trú. 7 tỉnh duy trì cấm biển gồm Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, hơn 60.000 ha với 8.000 lồng bè, 400 chòi canh nuôi trồng thủy sản từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã được trang trống, gia cố từ bão Lanrock. Hệ thống đê biển, đê cửa sông từ các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có tổng chiều dài 708 km với 33 vị trí sung yếu và 13 công trình đang thi công. Các vị trí cần quan tâm là đê biển Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đê cửa sông Tả Thải, tỉnh Nghệ An, đê biển Vĩnh Thái, tỉnh Quảng Trị, kè biển Phú Thuận, tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Luận nói. Hơn 1.800 hồ đã đầy nước, số hồ có nguy cơ mất an toàn là 361, trong đó Thanh Hóa là 97, Nghệ An 89, Hà Tĩnh 86, Quảng Bình 55, Quảng Trị 34, Thừa Thiên Huế 5. Tại Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch tỉnh cho biết địa bàn có hơn 1.000 hồ đập, trong đó nhiều hồ đã đầy nước, phải xả tràn. Các hồ này nhỏ đắp thủ công từ những năm 1960-1970 nên rất nguy hiểm, ông Hiếu nói. Nghệ An hiện có 6.500 lao động về quê, đang cách ly tập trung, trong đó nhiều điểm là nơi sơ tán dân trong các kịch bản ứng phó. Tỉnh này đã rà soát lên phương án để bổ sung các điểm sơ tán người dân, đảm bảo cách xa khu cách ly tập trung. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh này đã cấm biển từ 16 giờ ngày hôm nay. Nếu bão lớn sẽ sơ tán khoảng 100.000 người, đồng thời kích hoạt phương án di dời dân vùng ngập lụt. Ngoài ra, các lực lượng bảo vệ rừng chốt COVID-19 ở vùng biên giới đã được thông báo rút khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập 5 sở chỉ huy tiền phương tại các địa bàn trọng yếu, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Tỉnh Quảng Trị ngoài kịch bản di dân tránh bão, còn sẵn sàng phương án di dời 53.000 người ở vùng núi, khu vực nguy cơ sạt lở đất. Việc di dời dân hiện nay rất khó khăn vì địa bàn phức tạp chia cắt trong bối cảnh dịch COVID-19. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch tỉnh nói và đề xuất Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí để bố trí tái định cư, ổn định lâu dài cho người dân. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các tỉnh khi sơ tán nhân dân cần chú ý không dồn vào gần khu cách ly mà phải tách riêng ra để đảm bảo an toàn. Hiện vẫn còn hàng chục nghìn người đang di chuyển về quê, các địa phương dọc quốc lộ cần bố trí lực lượng hỗ trợ. Ông nói và lưu ý cử lực lượng chuyên trách việc này vì quãng đường dài có thể bỏ sót người dân. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão có phạm vi rất rộng, di chuyển rất nhanh với tốc độ 35 km/h, hiện cách đất liền khoảng 1.000 km, đêm nay sẽ mạnh lên giữa cấp 11. Khi đến đảo Hải Nam Trung Quốc và dịch dần vào phía trong do tác động của không khí lạnh, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu 2-3 cấp, vào gần bờ mạnh cấp 8. Tuy nhiên, ông Khiêm cho biết các đài quốc tế có dự báo chênh lệch 1 cấp, bão vẫn có khả năng mạnh cấp 9 khi vào bờ. Mưa sẽ chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu mưa do hoàn lưu bão từ 13 đến 15 tháng 10, tập trung ở Bắc Bộ, Trung Bộ. Giai đoạn 2 từ 16 đến 19 tháng 10, từ tỉnh Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trọng tâm mưa là Quảng Trị, Quảng Nam. 4 cấp độ thích ứng an toàn với COVID-19. Chính phủ phân loại 4 cấp độ thích ứng an toàn COVID-19, các biện pháp tương ứng, căn cứ vào tiêu chí số ca nhiễm cộng đồng, tỷ lệ tiêm vaccine, năng lực y tế. Cấp 1, các sự kiện trong và ngoài trời không hạn chế số người. Những lĩnh vực được hoạt động gồm vận tải công cộng đường bộ, đường thủy, hàng hải, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, các cơ quan công sở, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, khai báo chữa bệnh, tuân thủ về các điều kiện đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Cấp 2, hạn chế các sự kiện tập trung đông người trong nhà, ngoài trời hoặc tổ chức có điều kiện, các điều kiện cụ thể về chuyên môn xét nghiệm do Bộ Y tế hướng dẫn. Địa phương căn cứ vào thực tiễn để quy định số người tham gia, vận tải hành khách công cộng được hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải. Cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp phải ngừng hoặc hạn chế. Địa phương sẽ có quyết định các dịch vụ nguy cơ khác được hoạt động hay không. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện hoạt động của những người bán hàng rong, vé số dạo. Các hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp vẫn được tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ quy định về thời gian, số lượng học sinh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số người tham gia hoạt động tại cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, thể dục thể thao hạn chế hoạt động, giảm công suất số người tham dự. Cấp 3, nhiều hoạt động dừng hoạt hạn chế như sự kiện trong nhà, ngoài trời, vận tải hành khách công cộng, bán hàng rong, vé số dạo,
cơ quan công sở giảm số người làm việc, tăng cường làm việc trực tuyến. Cấp 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối hạn chế hoạt động. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định số lượng người mua, bán trong cùng thời điểm. Các tỉnh thành quy định điều kiện để nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được hoạt động, bao gồm hạn chế số lượng người mua bán cùng một thời điểm. Các dịch vụ phải ngừng hoạt động gồm vũ trường, karaoke, massage, bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc, làm đẹp, bán hàng rong, vé số dạo, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo thờ tự, bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Người dân hạn chế di chuyển giữa các địa bàn có cấp độ dịch bệnh khác nhau. Những lĩnh vực được hoạt động ở cả 4 cấp độ, lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh, cơ sở sản xuất, dự án công trình giao thông xây dựng, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được mở cửa ở cả 4 cấp độ nhưng hạn chế hơn ở cấp độ 4. Quy định trên được áp dụng thống nhất toàn quốc, các địa phương có thể bổ sung thêm biện pháp nhưng không trái với quy định trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp phong tỏa trên địa bàn nhanh nhất, phạm vi hẹp nhất. Nghị quyết cũng nêu rõ tạm thời không áp dụng chỉ thị 15-16 của chính phủ ban hành trước đó.